Thoại xin xin chào quý anh chị đến video tiếp theo của Huyền Thoại nha. Hiện tại thì giờ này cũng 7 giờ của chú anh chị. Thì Thoại hôm nay để mình đến đây quay để tôi xem. Hơi chút cửa này của chú anh chị. Không biết có đang cô ở đang ở thờ chú Linh nha của chú anh chị. Thoại không biết nói gì hơn nha cho chú anh chị. Thì ông Loan là bàn thờ của chú. Thoại thì chỉ biết vậy thôi. Tại đang đóng cửa nha. Cũng 7 giờ của chú anh chị, đường xe đông lắm, rất là đông luôn nha. Thì có gì phải quay tiếp nha. Thì Hồng Loan cũng ngưng lao rồi. Cách Minh Luân Hà của chú anh chị có em gái em mua hàng nha. Tối đón chị khách đến mua hàng đại nhạc của chị Hồng Lan nha chú anh chị. Đại nhạc có thể thấy chiều tối mọi người đến đây mua hàng rất là nhiều nữa nha. Thì em gái trong nhà của Hồng Loan đó, áo hồng hồng rất là dễ thương luôn chú anh chị. Cửa rồi nha, có gì clip cho chú anh chị thì hậu quay tiếp nha. Không lo qua của chú anh chị. Cảm ơn chị nha chị Loan. Mà quý thân của chú anh chị thì ông Loan cho bịch trái cho quà của chú cái cây nha chú anh chị. Rồi quý thân bữa nay ông Loan cho mình cái cây rất là quý luôn để Thoại cô nói chuyện nha. Một cái bưởi, cái bơm, hai cái bơm. Còn cho thêm một người nữa nha. Cái này dễ thương của chú chị. Rồi cảm ơn. Rồi Hồng Loan về nhà luôn rồi chú chị.
Thì nãy giờ thôi móc ra hai trái bơm với bưởi nha, rất là quý đó mấy cô chú anh chị. Bây giờ để thổi chia sẻ luôn nha. Thì khi người ta nghĩ đó là thì quay lén mấy lúc này nọ, nhưng mà không ai hiểu hết trơn thôi chú anh chị. Thì chúng mình chỉ vì mình quay để cho Hồng Loan bán hàng được, như là bán hàng được cho cô dì chú bác đến ủng hộ, như là bán con gà hay là bán hương tu hay là gì đấy cô chú, cũng như vậy. Nhưng mà chứ nếu mà chủ nhà với Hồng Loan á không bao giờ mà cho quay á, thì ra nó một tiếng hay là báo công an hay cái gì á, thì có thể là không cho quay đâu cô chú anh chị. Chứ không phải nghĩ là ngày nào cũng lại mấy YouTube là chỉ vô nhà như thế này thì nó là quay lén lúc như này nọ, phải nghĩ như vậy nha. Thì hôm nay thổi lên để xem trước những clip trước, từ đầu thổi lập cái kênh này ra đến bây giờ, kênh này ra thì mấy cô chú bác cũng đã biết rồi. Từ nhà Hồng Loan không khi lâu lâu thì hội lên mộ chú Linh quay cho là cái clip là nhưng mà cũng là mộ của chị của chú Linh nghe cho chú anh chị. Giờ còn 7 giờ nữa chú anh chị, người đường xá thì hơi vắng nha. Thì thôi chỉ nói vậy thôi, thì hội ngưng clip nha, có gì hội tiếp nha cô chú anh chị. Thì hiện tại thì nhà cũng đang mở cửa thôi chú anh chị, thì hàng hóa cũng đang trước nhà rất là nhiều luôn rồi chú anh chị, cái nào những cái khác đã hay là khách đặt thôi chú anh chị. Thì hiện tại thì là cháo của Hồng Loan nha, thì hàng để trước mua khách đặt quá trời luôn để họ nhìn lại nha. Cái thùng trong với thùng hàng đó chú. Hiện tại Hồng Loan đang ở trên nhà nha các chú anh chị, đang chơi là đang livestream trên lầu nha. Thì hiện tại thì bữa nay hồ quá chú chị ơi, thì thôi cũng xin dừng clip tại đây nha. Thì để đến tối có gì thôi quay thêm nha các chú anh chị. Thì nếu thì không có gì thôi có thể là về. Ngày nào của hội cũng lên đây thì có những cái gì hay thì hội về hội quay lên. Còn hôm nay khi hội ngồi chơi thì hội cũng ngồi chơi với mấy anh em rồi cũng về luôn chú chị ơi. Chứ hôm qua hội cũng lên đó, mà ngồi đóng cửa suốt luôn, xuyên buổi luôn, không suốt luôn. Thì nếu mà đóng cửa suốt thì quay lên thì cũng biết nói gì luôn chú anh chị. Thì bữa nay thì có Hồng Loan tặng quà cho mấy anh em rất là quý luôn. Tại có khách đến mua hàng của chú anh chị, có trai với chị em gái này nha, đủ luôn. Để coi trai này với gái này mua gì nữa nha của chú chị. Phải là mua quà ăn giặt đó cô chú anh chị. Cái người áo trắng đó là Hành Mỹ nha. Thì ở trước hỏi có quay mà không biết tên, bữa nay thì hỏi biết tên nè, là Hành Mỹ. Thì anh trai với chị gái này
thể là mua là bánh trung thu nha cô chú anh chị. Đó là quà ăn vặt vậy đây, thì túi đỏ là có rồi cô chú. Clip cũng khá là dài của chú anh chị, thì hội cũng xin dừng clip tại đây nha. Thì có gì hội giao tiếp nha với chú anh chị. Thì anh trai này cũng mua đồ ăn vặt với quân thu vậy cô chú, như là cách của hàng vậy thôi. Thì hội xin nói bye nha, ủng hộ cho hội một like, một đăng ký của chú anh chị, có gì hay thì hội giao tiếp nha. Bye chú anh chị.